Vâng, Thiên Định xin chào thầy cô chị nha. Hiện tại thì Thiên Định đang đi trên trục đường 52m đại lộ trục chính tại dự án Vinhome Ocean Park của anh chị ạ. Thì những video trước thì Thiên Định đã giới thiệu khu Ngọc Trai này, đúng không ạ? Khu Hải Âu này. Hôm nay đây Thiên Định sẽ đi một vòng khu Sao Biển, một trong những cái khu rất gần những cái tiện ích đẳng cấp như trung tâm thương mại, biển nước mặn, đúng không ạ? Quảng trường cá voi đấy. Thì khu Sao Biển là một trong những khu mà Thiên Định cũng đánh giá là tương lai khá là tiềm năng. Diện tích vừa phải, số lượng liền kề nhiều đấy, tầm tiền nói chung là để so sánh thì những căn mà rẻ nhất thì chắc chắn là chúng ta chỉ có thể lựa chọn cho mình những căn tại khu Sao Biển. Vâng, và hôm nay đây hãy theo chân Thiên Định để chúng ta cùng xem khu Sao Biển có những cái gì, có những cái gì đặc biệt, có những cái gì nổi trội, và đặc biệt là có những cái căn nào đã hoàn thiện và đang thi công cũng như đang về ở rồi của anh chị nhá. Nào chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Xin mời. Hiện tại Thiên Định đang đi trên trục đường 52m đấy của anh chị ạ. Đây, bây giờ Thiên Định rẽ phải là khu vào Sao Biển rồi này. Đấy, bên phải của chúng ta là Sao Biển rồi này. Đây, ở đây là Sao Biển 01 của anh chị nhá. Sao Biển 01 là bây giờ là đang bán theo cặp, và trước đấy chủ đầu tư cũng bán cả cặp. Và hiện tại cũng 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 chủ đầu tư bây giờ là đã đang làm sổ đỏ cho khách hàng, cho cư dân rồi. Cho nên bây giờ chúng ta có thể làm, một là chúng ta mua theo cặp cũng có, và chúng ta mua lẻ cũng có, mặt trước mặt sau đều là shop house của anh chị nhá. Đấy, Sao Biển 01 thì nằm ngay trên trục đường 52m, nó là lợi thế kinh doanh. Xây 4 tầng một tum của anh chị ạ. Diện tích của nó là tiêu chuẩn là 70,8 mét một căn của anh chị nhá. Xây là 60 mét một sàn. Diện tích đất là 70,8, còn xây là 60 mét một sàn của anh chị nhá. Tính là nếu theo một cặp thì là sẽ là 140, đúng không ạ? 140 mét, hơn 140, 141,4 mét. Xây dựng thì 60 mét một sàn thì hai căn của nó là thành 120 mét, đúng không ạ? Hướng của nó là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Mặt trước này là hướng hướng Tây Bắc của anh chị ạ, mặt sau là hướng Đông Nam. Đây, bên phải của chúng ta là cái trục đường huyết mạch tại phân khu Sao Biển này, trục đường 30 mét mà chạy thẳng lên trung tâm thương mại của anh chị ạ. Thời điểm vừa rồi thì chủ đầu tư vừa mới mở bán khu Sao Biển 01 là khu thương mại dịch vụ đây của anh chị, khu thương mại dịch vụ. Hiện tại thì cũng còn rất nhiều căn đang bán và cũng có rất nhiều căn đang chuyển nhượng lại cũng có anh chị nhá. Nếu anh chị ta quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định. Đấy, đây, ở đây là bên phải chúng ta vẫn là những cái căn shop house Sao Biển 01, nhưng mà đây là mặt sau. Mặt trước mặt sau thì Thiên Định giới thiệu rồi. Đấy. Còn những cái căn bên tay trái của chúng ta đây là những cái căn Sao Biển 01 nhưng mà là thương mại dịch vụ 50 năm của anh chị nhá. Vừa mới mở bán thời gian vừa rồi. Đấy, đi thẳng lối này thì chúng ta sẽ ra biển hồ. Đây, cái rẽ trái lối này đây, ở đây là chính là Sao Biển 10, Sao Biển 25. Sao Biển 25 này thì thực ra là tự nhiên là Sao Biển 22 20 nó nằm ngay chầu đầu trung tâm thương mại, nhưng mà đến đến ngay cái đầu đoạn này là lại Sao Biển 25, cho nên hầu như mọi người ít đến biết đến Sao Biển 25 lắm. Chỉ nghe Sao Biển 25 còn tìm trên bản đồ có khi không nhìn ra được Sao Biển 25 nó nằm chỗ nào. Đấy. Sao Biển 25 này thì diện tích của nó là 135 mét của anh chị ạ. Ở đây là Sao Biển 02 này, đây là Sao Biển 02 ở Đông Nam. Hướng Tây Bắc 150 mét, mặt tiền 10 mét, xây 77 mét vuông một sàn. Sao Biển 02 này thì hầu như là chưa thấy căn nào là vào thi công mà ở. Cái dọc này là rất ít căn. Nhưng mà dọc bên kia, dọc bên bên chúng ta đi thẳng sang bên đoạn bên kia view vườn hoa, những căn liền kề. Bên này là song lập, nhưng mà bên Sao Biển 02 đoạn bên kia là liền kề. Chúng ta đi thẳng ra những căn liền kề thì cái dọc bên đấy lại rất nhiều căn đã ở rồi và đang thi công cũng có rất nhiều căn. Bên này thì chúng ta đi thì có cái vườn hoa rất là thoáng và đẹp. Đấy. Đây là mặt sau của Sao Biển 01 bên tay trái, còn bên phải là Sao Biển 02. Đấy, cô chị nhìn thấy không ạ? Đây có rất nhiều căn đã về ở rồi chị nhá.
chúng ta đi thẳng là sao biển 23 này. Quý anh chị chúng ta thấy không ạ? Sao biển 23 là những cái cặp shop house. À, nó cũng gọi là vị trí rất là đẹp tại vì nó nằm mặt trước là đường 40m. Thì đây cũng là bán theo cặp nhưng mà diện tích của nó bé hơn. Những cái căn này thì 67,5m nhưng mà xây lại cũng được xây là 60m một sàn quý anh chị nhá. So với sao biển 01 thì diện tích đất thì bé hơn nhưng mà diện tích xây dựng thì là như nhau. Đấy. Những căn sao biển 23 này thì bây giờ rất nhiều căn đã vào thi công, đã vào ở rồi, đã vào kinh doanh rồi. Và Thiên Định thấy là đánh giá là kinh doanh ở sao biển 23 đến thời điểm này là khá là nhộn nhịp. Đấy. Cả dọc này cũng chỉ thấy bây giờ sẽ thấy hơi ồn ào rồi đúng không ạ? Nhiều xe. Đấy, Thiên Định sẽ rẽ phải đây vào sao biển 3 này. Đấy, các cái dãy như sao biển 3, 5, 7 rất nhiều căn đã vào ở rồi nha quý chị nhá. Đấy. Sao biển 305 07 đấy. Các căn đã vào ở hết rồi. Xoài rất là nhiều quý chị chúng ta có thể đi để ý là những cái cây xoài rất là nhiều trái luôn. Đấy, sao biển 318 này. Ở đây thì sao biển 3 thì diện tích của nó là 142,2 m. Bên tay phải là những căn đông nam. Còn bên tay trái là những căn liền kề 90m của anh chị ạ. Thì liền kề thì nó loanh quanh tầm khoảng từ 9 tỷ rưỡi 9 tỷ 7 một căn của anh chị nhá. Còn những cái căn mà song lập 142,2m thì hiện tại giá của nó rơi tầm khoảng 14 tỷ bao toàn bộ phí. Đấy, rất nhiều căn đang thi công và rất nhiều căn đã ở rồi. Khu sao biển là khu mà có cái số lượng căn là nhiều nhất trong tất cả các khu của anh chị nhá. Đấy, nhiều nhất trong tất cả các khu. Tổng cả shop house liền kề đơn lập song lập của khu sao biển là 823 căn. Ngọc Trai thì cũng ít hơn nhưng mà Ngọc Trai là cái số lượng căn nó cũng nhiều thứ hai. Đấy là 722 căn. Rồi Hải Âu là ít nhất. Đấy. Hải Âu rồi San Hô. Đây ở bên này là sao biển 05 đây quý anh chị. Rất nhiều căn đã ở rồi quý anh chị nhìn thấy không ạ? Rất nhiều căn đã ở rồi và các căn đang thi công rất là nhiều. Nhìn thế này quý anh chị chúng ta biết là chỉ tầm 1 đến 2 năm nữa thôi là sẽ full kín luôn quý anh chị ạ. Vào ở đây Thiên Định thấy tại vì Thiên Định đã bán Riverside và Harmony rồi. Chắc chắn là cái tín độ vào ở dưới Ocean Park còn nhanh hơn so với Vinhome The Harmony. Tại vì ở dưới đây tiện ích nó đầy đủ quá, nó tiện quá. Lại không gian cảnh quan nó tuyệt vời quá thì mọi người luôn luôn có nhu cầu là muốn đi xa một xíu, đúng không ạ? Cũng không xa lắm nhưng mà đi nó kiểu như là sang một cái khu đô thị nó đẳng cấp, nó nhiều tiện ích thì ai cũng muốn, ai cũng thích đúng không ạ? Đấy, những căn hoàn thiện về ở rất là nhiều luôn. Xe là xe tưới nước, xe bồn tưới nước đấy quý anh chị ạ. Tưới nước, có xe tưới nước này, xe lau kiểu như lau đường ấy, dọn đường, hút bụi đường này. Đấy, lúc đấy cho nên cô chú anh chị chúng ta nhìn thấy là đường khá là sạch sẽ. Trừ những cái khu những cái căn mà còn đang chưa làm, chưa thi công, chưa ở, còn những cái căn mà đã ở rồi thì hầu như là rất là sạch sẽ tại vì được các chị lau công, các chị đi dọn vệ sinh thì họ làm rất là sạch sẽ luôn. Đấy, tiếp theo là sao biển 7 của anh chị nhá. Sao biển 7 đây. Sao biển 7 thì Thiên Định thấy là ít căn vào ở hơn so với sao biển 3 và sao biển 5. Bên tay trái có căn 03 này. Rồi căn 07 này. Đấy, căn 09 là cũng đã hoàn thiện xong rồi này. Tính cũng không ít đâu cô chú chị ạ, cũng nhiều căn phết đấy. Đấy, rồi căn đây là căn 19 cũng đã hoàn thiện xong rồi này.
căn 21 thì đang hoàn thiện 23 vào ở rồi này. Đấy, thế thì rất nhiều căn rồi. Người ta tại vì là những căn này hoàn thiện xong rồi, bỏ hết quây tôn à, bỏ hết quây xanh ra rồi. Theo chúng ta sẽ phải tiếp này. Càng đi dịch lên trên này thì là càng gần với trung tâm thương mại Vincom. Đây như bên phải chúng ta đây là sào biển 9 này. Còn khu vực mà đất trống trước mặt của chúng ta đối diện sào biển 9 đây chính là trường liên cấp Vinschool, sau này sẽ làm trường liên cấp của chị nhá. Bên tay phải của chúng ta đây là cũng là những cái căn sào biển 9 142,2 m hướng đông nam. Mặt tiền là 8,3 m của anh chị. Chạy thẳng dọc trục này chúng ta sẽ ra khu, cũng chạy thẳng sang bên kia nhưng mà sao biển, nhưng mà cái diện tích bên sao biển 9 bên này thì nó lại diện tích to hơn 150 m cơ. Đấy, bên này cũng là dãy sao biển luôn, sao biển 9 luôn. Nhưng mà dãy bên này là 150 m, mặt tiền 10 m, xây 77 m. Bên tay trái là thương mại dịch vụ sao biển 9A của anh chị nhá. Sao biển 9A thì những cái căn thương mại dịch vụ này cũng có đang có một rất nhiều căn đang chuyển nhượng luôn. Thương mại dịch vụ 136 m mà xây 97,7 m của anh chị ạ. Diện tích xây dựng rất là lớn. Đấy, dọc lối này chúng ta sẽ đi thẳng ra khu biển hồ này. Đấy, khu sao biển là nó nằm ngay cạnh khu biển hồ và nó ngay cạnh quảng trường cũng như là gần ngay trung tâm thương mại, tiện lắm luôn chị ạ. Ngay cạnh biển nước mặn nữa. Nói thế chứ đi từ khu san hô mà ra biển nước mặn thì xa lắm, hoặc là khu Ngọc Trai đi rất là xa. Nhưng sao biển thì ngay cận kề luôn. Tại vì nó gần ngay với biển, có tên là khu sao biển đúng không ạ? Đấy, quý anh chị nhìn đúng không ạ? Rất là thoáng và đẹp. Đấy, đây là những cái căn mặt 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 biển hồ này, những cái căn 270 m hiện tại đã giá là lên đến tầm khoảng từ 60-70 tỷ một căn rồi. Sao biển đây là sao biển 18 luôn chị, những căn sao biển 18 này ngày xưa giá rẻ, nó loanh quanh đâu đó chỉ tầm khoảng 25 tỷ, bây giờ nó đã cao chết ngất rồi. Giá gốc của nó chỉ tầm khoảng tròn 25 thôi chứ cô chị. Bên phải của chúng ta là những cái căn, những cái dãy shop house thương mại dịch vụ 50 năm, shop house kim cương. Còn bên bên này chính là sao biển 11 của anh chị nhá. Đi sâu vào trong đây, bên trái là sao biển 15, 12 này. Dạ phải, đây là sao biển 16 này. Tính ra thương mại dịch vụ thì thiết kế rất là đẹp, diện tích xây dựng lớn, nó chỉ có mỗi cái nhược điểm là 50 năm thôi con chị. Chúng ta sẽ đi ra sao biển 10, sao biển 8 và sao biển 6 anh chị nhé. Những cái dãy sao biển mà những cái căn 150 m, mặt tiền 10 m, xây 77 m² một sàn, đi ra biển rất là gần. Thì thiên định sẽ ra để cô chú chị xem. Đây chúng ta sẽ rẽ phải đi ra sao biển 10 này. Đấy. Những cái dọc 6, 8, 10 này thì diện tích tương đương như nhau, đều là 150 m, Tây Bắc, Đông Nam đều 150 m, mặt tiền 10 m. Nhìn nữa. Đây cũng có một số căn đã về ở rồi. Rất nhiều căn đang thi công. Để mà nói thì khu sao biển là cái khu được bàn giao đầu tiên trong 4 khu, đúng không ạ?
Thì tính ra là nếu tính so với cái thời điểm hiện tại thì Thiên Định đang đánh giá là khu Hải Âu là khu mà Thiên Định đang thấy vào nhanh, vào rất là nhanh. Hiện tại thì giá của những cái căn tại sao biển này thì loanh quanh đâu đó tầm khoảng 16 tỷ không chị nhé, 16 tỷ 150 mét hướng Tây Bắc, còn Đông Nam thì rơi tầm khoảng 17 tỷ. Đông Nam thì nó sẽ đắt hơn so với Tây Bắc. Đấy cô anh chị nhìn đó, cây cối dền là đã xanh tươi rất là nhanh rồi, ra quả rồi. Mà mới trồng được chắc chỉ tầm khoảng hơn năm thôi, đến tầm khoảng 2 năm. Có nhanh thì cũng phải 2 năm, tại vì thời điểm ban đầu đã có trồng cây đâu. Sau đấy thì hoàn thiện xong hết vỉa hè trồng hoa rồi mới trồng cây. Chúng ta sẽ rẽ phải đi ra sao biển 8 này. Sao biển 8 thì cũng tương tự như sao biển 10, diện tích của nó cũng là 150. Tây Bắc Đông Nam thì đều là 150. Mặt tiền 10 m, xây 77 m vuông một sàn. Những cái căn mà gần ngay những cái căn đầu góc này thì diện giá của nó toàn 18 đến 20 tỷ một căn. Còn những cái căn góc bên ngoài rơi tầm khoảng 45 tỷ thôi chị ạ. 264 mét 45 tỷ. Những cái căn ở sau biển này, kể cả những cái căn góc thì cũng không kinh doanh được nhá. Tại vì đây là những cái căn để ở rồi. Đây như sau biển 8 là rất nhiều căn đã ở rồi. Rất nhiều căn sau biển 8 đã ở rồi. Thiên Định thì ngày nào cũng ở dự án Vinhomes Motion Park từ sáng đến chiều. Sáng sớm mở mắt ra là đã ở dự án, chiều là có khi 8, 9 giờ, 10 giờ vẫn còn đang ở dự án. Khách mà hẹn muộn này tôi có thêm 11 giờ vẫn còn đang ở dự án để mà hẹn khách, dẫn khách. Thời điểm này dịch nhưng mà cũng rất nhiều căn đang giao dịch và khách cũng quan tâm. Thiên Định cũng đánh giá là khá là nhiều khách của anh chị ạ. Và mua bán thời điểm này Thiên Định cũng đánh giá là nó nhanh hơn, khách hàng người ta đã hiểu về sản phẩm sâu sắc hơn rồi và người ta chỉ chờ đợi là cái giá hợp lý là người ta mua thôi. Đấy, người ta hiểu được là sau cái tình hình dịch bệnh như này thì chắc chắn giá sẽ tăng tăng mạnh đúng không ạ? Chính vì vậy mà rất nhiều anh chị chúng ta mong chờ thời điểm tới sau khi được khoanh vùng dịch thì chắc chắn giá của biệt thự Vinhomes Ocean Park sẽ khởi sắc hơn và sẽ tăng mạnh hơn nhiều, bùng phát hơn. Đến thời điểm này là những căn đợt vừa rồi là rất nhiều căn cũng đã tăng khá là nhiều rồi, nhưng mà thời điểm này Thiên Định cũng đang thấy 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 là thị trường nó ngoài những cái căn mặt hồ, những căn VIP căn đẹp ra thì các cái căn khác nó cũng chững lại một xíu, giao dịch nó cũng thực ra là cái mức độ đối với cái mức độ mà phản hồi của khách hàng đợt này là nó kiểu như là có những khách nào chốt nhanh thì vẫn chốt nhanh, nhưng có khách kiểu như những khách đầu tư ấy thì họ hay lăn tăn. Những khách đôi khi người ta mua để ở hoặc là mua ấy thì đôi khi người ta đã hiểu sâu về dự án thì người ta chốt cũng nhanh. Đấy, nhưng mà theo phân tích xu hướng ấy thì những người đầu tư mà nhìn nhận ra được thì trong cái thời thời điểm này cũng là cơ hội để chúng ta có thể sở hữu cho mình những cái căn biệt thự có giá phù hợp. Chứ còn để mà tiếp theo nữa thì cô chú chị chúng ta chứ cứ cầm tiền mà chờ đợi với cả là bỏ ngân hàng thì chắc chắn là lúc mua vào lại phải mua với mấy cái mức giá cao hơn đúng không ạ? Tại vì mức giá hiện tại đã so Vinhomes Ocean Park đang so sánh kể cả những cái khu vực xung quanh giá còn đã cao ngang ngang rồi, mà Vinhomes Ocean Park đầy đủ những tiện ích, mà những cái tiện ích đặc biệt, những cái tiện ích đẳng cấp còn chưa lên hình thì chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều cái tiềm năng trong tương lai. Đấy, xong rồi thì mình sẽ rẽ ra lên trên chỗ những cái dãy sao biển 15, sao biển 21, sao biển 20 nhé. Khu đô thị Vinhome Ocean Park. Khu đô thị thì rộng 420 ha, nằm trên 3 xã của anh chị nhé. Đó là xã Dương Xá, xã Đa Tốn và xã Kiêu Kỵ.
đấy, nằm trên ba xã đấy, rộng rộng mà nằm trên ba xã luôn quý anh chị ạ. Có những khu ví dụ như khu Hải Âu thì nằm trên xã Kiều Kỵ đúng không ạ, đấy rồi có khu ví dụ như bên chỗ những cái tòa chung cư thì là Dương Xá đúng không ạ, rồi đa Hải Âu rồi kiểu như là Sao Biển này là có Dương Xá này rồi Đa Tốn đấy, nó không có không 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 có đúng một xã chị nhé, tùy từng căn mà có những cái địa chỉ khác nhau, các xã khác nhau đấy, nó rất là hay tại vì nó rộng quá, mà một khu đô thị nó rộng quá mà. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang bên này, vẫn là Sao Biển 11 này, bên trái của chúng ta. Sao Biển 11 này thì được con đường này, con đường 20,5 m, vỉa hè của nó là 6 m đúng không ạ, vỉa hè 6 m, lòng đường là 10,5 m đấy quý chị ạ. Bên tay trái của chúng ta là trung tâm tiện ích của khu Sao Biển đấy, các cái căn Sao Biển 23 này quý chị nhìn ạ, hoàn thiện rất là nhanh luôn và rất nhiều căn đang hoàn thiện luôn. Sao Biển 23 thì định phải đánh giá là thời điểm vừa rồi tăng rất là nhiều. Bên này là Sao Biển 15 của anh chị nhá. Sao Biển 15 thì diện tích của nó là 148,5 đến căn Song Lộc bên tay phải. Mặt tiền là 8,3 m, những căn bên tay. Những căn bên tay trái là những cái căn liền kề 90 m. Đấy, rất nhiều căn đã ở tại Sao Biển 15, kể cả Song Lộc và liền kề ở rất nhiều luôn của anh chị nhá. Đấy, của anh chị thấy không ạ? Cái số lượng căn ở rất nhiều. Đây là còn mua đi bán lại, người đầu tư còn ôm hàng nhiều đấy, mà cái số lượng các cái căn vào bây giờ đã nhiều như này rồi đấy, thế của anh chị cũng thấy được là cái khu đô thị Vinhome Ocean Park nó đáng sống như nào đúng không ạ? Không đáng sống thì làm sao mà mọi người đến nhanh như vậy được, mọi người định cư một cách nhanh chóng như vậy. Dịch đến đây thì chúng ta sẽ lên cái khu thương mại dịch vụ Sao Biển 19A, là cũng tương tự như Sao Biển 9A của anh chị ạ. Đấy, đây khu thương mại dịch vụ Sao Biển 19 này, nhưng mà diện tích của những cái khu thương mại dịch vụ Sao Biển 19A này nó bé hơn so với Sao Biển 9A, tầm tiền nó cũng vừa phải hơn đấy. Còn bên tay phải của chúng ta là Sao Biển 17 đấy, khu Sao Biển 19 này tính là rất là đẹp tại vì đi ra biển cũng gần mà đi ra trung tâm thương mại cũng gần của anh chị ạ. Đường xá thì đã xong hết rồi và đang chờ nhận bàn giao. Tháng 6 này là sẽ nhận bàn giao đây. Còn tiếp theo trên này là Sao Biển 20 này, anh chị nhìn ạ, những căn liền kề Sao Biển 20. 88 m, 88,8 m, còn như 89 m. Đi một vòng khu Sao Biển luôn. Đấy, tiếp theo bên này là Sao Biển 21 này. Sao Biển 21 thì cũng có rất nhiều căn đã vào ở rồi. Tại này cũng có nhiều căn vào ở rồi, thi công. Đang thi công. Cái căn cây cây xanh là những căn thi công. Sao Biển 21 này rất lợi thế, cạnh ngay trung tâm thương mại Vincom Megamall. Đi ra thương mại dịch vụ cũng gần, đi ra shop house Sao Biển 23 gần, đi ra biển nước mặn gần, đúng không ạ? Lại là đường không thông nhau như này thì rất là yên tĩnh, gần những cái tiện ích nó ồn ào nhưng mà lại nằm trong cái trục đường nó không thông, nó cụt đường như này thì nó lại trở nên yên tĩnh của chị ạ, rất là hay. Chúng ta sẽ phải là ra trung tâm thương mại luôn rồi các anh chị nhá.
Đây, chúng ta rẽ phải, đây là trung tâm thương mại Vincom rồi. Bên này là bãi đậu xe của trung tâm thương mại rồi cô anh chị ạ. Bên phải của chúng ta chính là sao biển 22. Sao biển 22 thì hiện tại cũng đang có một căn đang chuyển nhượng với giá 26 tỷ anh chị nhá. 144 m shop house đối diện trung tâm thương mại, giá đang là 26 tỷ. Còn bên phải đây là góc, đây là góc cà phê Highland Coffee. Một trong những cái quán cà phê mà phát triển rất là mạnh. Nhưng mà thời điểm này đang dịch cho nên đang đóng cửa. Chỉ ngồi bên trong thôi, bên ngoài đang không 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 cho mở không anh chị nhá. Đây, bên này chính là biển nước mặn 6,1 hectare. Một trong những cái tiện ích đẳng cấp nhất tại dự án Vinhomes Ocean Park. Thời điểm 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi thì chủ đầu tư đã khai trương, nhưng mà do dịch bệnh thì chủ đầu tư đã đóng cửa lại rồi. Đấy, ở bên phải đây là cái những cái vâng, đấy, bên trái là trung tâm thương mại rồi. Chúng ta rẽ phải là chúng ta ra Hải Âu 1 rồi. Thì hôm nay Thiên Định vừa đi một một vòng tại dự tại tại phân khu sao biển dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thì Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý chị đã theo dõi video của Thiên Định nha. Nếu quý chị chúng ta có thắc mắc gì hay đang có nhu cầu tìm hiểu về dự án Vinhome Ocean Park, có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550 quý chị nhá. Thiên Định luôn luôn sẵn sàng tại ở tại dự án để có thể là chia sẻ cũng như là mời quý chị chúng ta đi tham quan, cũng như tư vấn cho chị chúng ta lựa chọn những cái căn biệt thự tại dự án Vinhome Ocean Park. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý chị. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý chị, và hãy nhớ ấn nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha quý chị nha. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại.